Chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ cùng các ông Đinh Vui, Trần Tuấn Lợi đã có buổi tiếp xúc cử tri ba phường Khuê Trung, Hòa Thọ Đông và Hòa Xuân sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện tổ đại biểu cho biết nội dung chương trình kỳ họp lần này đã có nhiều đổi mới, trong đó đã dành nhiều thời gian hơn cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Kỳ họp được 37 ý kiến tham gia với nhiều nội dung quan trọng liên quan mật thiết đến dân sinh. Đây được xem là kỳ họp bản lề của thành phố nhằm chuẩn bị cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Dịp này, cử tri quận Cẩm Lệ đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc xúc tiến mở rộng cầu Hòa Xuân, kiểm soát xử lý tiếng ồn, an ninh trật tự tại khu dân cư, ô nhiễm môi trường tại các dự án giao thông, công tác quản lý cán bộ hay thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời cho biết Hội đồng nhân dân thành phố sẽ có chỉ đạo quyết liệt để sớm có biện pháp giải quyết trả lời thỏa đáng nguyện vọng của cử tri. Đồng thời nhấn mạnh hiện nay thành phố đẩy mạnh mô hình chính quyền đô thị, qua đó tạo điều kiện tốt nhất để cử tri có thể gửi gắm kiến nghị của mình, đặc biệt là phiên giải trình đơn thư thời gian qua đã giúp giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài lâu năm. Hết sức hoan nghênh các vị đại biểu là và các ủy ban dân các cấp, trong đó các quận Cẩm Lệ, là trên cơ sở kiến nghị của cử tri tổng hợp đề xuất thành nhiều cái chủ trương chính sách mà qua đánh giá của cử tri là rất có lợi cho người dân sau cái kỳ họp vừa rồi và hướng về cái an sinh xã hội rất là lớn, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cái tinh thần này trên cơ sở kiến nghị của cử tri đi vào trực tiếp những vấn đề mà người dân bức xúc để mà chúng ta có cái đề xuất trao đổi và quyết nghị tại Hội đồng nhân dân cho nó phục vụ đắc lực và cụ thể hơn cho cái phát triển kinh tế xã hội cũng như là ổn định đời sống của người dân. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố, quận Cẩm Lệ và các sở ngành liên quan có phương án kiểm tra thực tế, đề nghị các ban Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường công tác giám sát, xử lý kiến nghị cử tri. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cũng cho biết thành phố đã có nhiều kiến nghị đến các bộ ngành trung ương cũng như triển khai nhiều chính sách để tháo gỡ điểm nghẽn của các công trình dân sinh, các dự án đầu tư trên địa bàn, ưu tiên khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế xã hội bền vững.